Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy vì đối với tưởng bố thí ba la mật đa thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy vì đối với tưởng pháp không nội thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng chân như thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng bốn niệm trụ thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng thánh đế khổ thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng thánh đế tập diệt đạo thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng bốn tịnh lự thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng bốn vô lượng, bốn định vô sắc thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng tám giải thoát thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng pháp môn giải thoát không thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng bậc cực hỷ thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng năm loại mắt thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng sáu phép thần thông thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng pháp môn tam ma địa thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng pháp môn đà la ni thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng mười lực Phật thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng pháp không quên mất thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng tánh luôn luôn xả thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng quả dự lưu thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng quả nhất lai bất hoàn A-la-hán thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng quả vị độc giác thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng trí nhất thiết thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng phàm phu thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng thanh văn, tưởng độc giác, tưởng Bồ Tát, tưởng Như Lai thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì sao? Này thiện hiện, vì đại Bồ Tát ấy dùng tư tưởng không quán tất cả pháp, đã nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát cho đến chẳng thấy một pháp nhỏ nào có thể nắm bắt được. Vì chẳng thể nắm bắt được nên không có sự tạo tác. Vì không có sự tạo tác nên rốt ráo chẳng sanh. Vì rốt ráo chẳng sanh nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Do chứng đắc vô sanh pháp nhẫn như thế nên gọi là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, giả sử có ác ma đi đến chỗ vị ấy vì để làm não hại nên nói Bồ Tát,
quả vị giác ngộ cao tột cùng với hư không như nhau, tự tướng tự tánh đều rốt ráo không, hoàn toàn không sở hữu. Tự tánh tự tướng của các pháp cũng vậy, cùng với hư không như nhau. Trong cái không rốt ráo của tự tánh tự tướng, không có một pháp nào có thể gọi là năng chứng, không có một pháp nào có thể gọi là sở chứng, chỗ chứng, khi chứng, và do pháp này chứng cũng chẳng thể nắm bắt được. Tánh tướng của tất cả pháp đều đã là không, cùng với hư không như nhau, thì tại sao các ngươi chịu sự cần khổ vô ích để cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột? Trước đây các ngươi đã nghe các chúng Bồ Tát nên chứng quả vị giác ngộ cao tột thì đó đều là ma thuyết, chẳng phải là lời nói chân thật của Phật. Các ngươi nên bỏ nguyện đại bồ đề, chớ vì tất cả hữu tình mà chịu sự cần khổ dài lâu vì sự lợi ích giả dối. Tuy hành các hạnh khổ hạnh khó làm, muốn cầu giác ngộ nhưng chẳng bao giờ đạt được. Thì này thiện hiện, đại bồ tát ấy khi nghe lời nói đó liền quan sát kỹ, việc của ác ma này là muốn cản trở phá hoại tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột của ta. Ta này chẳng nên tin theo lời chúng. Tuy tất cả pháp cùng với hư không như nhau, tự tánh tự tướng đều rốt ráo không, nhưng các hữu tình ở trong đêm dài sanh tử chẳng biết chẳng thấy, chẳng hiểu chẳng tỉnh, điên đảo phóng dật, chịu các khổ kịch liệt. Ta nên mang áo giáp đại công đức, tánh tướng đều không như hư không rộng lớn, mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì các hữu tình thuyết pháp thích ứng, khiến họ giải thoát đại khổ sanh tử, đắc quả dự lưu, đắc quả nhất lai, đắc quả bất hoàn, đắc quả A-la-hán, đắc quả vị độc giác, hoặc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, đại bồ tát ấy, từ khi mới phát tâm đã nghe pháp này, tâm họ kiên cố chẳng động chẳng chuyển. Nương vào tâm kiên cố chẳng chuyển động này, luôn luôn chân chánh tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Do tùy phần thành tựu sáu pháp này nên đã nhập chánh tánh ly sanh của bồ tát, lại càng tu hành chân chánh bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, do đó được vào địa vị bất thối chuyển. Vì vậy, tuy ác ma bày ra đủ các phương tiện dối gạt, nhưng chẳng có thể làm thối tâm đại bồ đề đã phát của Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại bồ tát ấy có phải vì bất thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, hay là vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển? Phật dạy, này thiện hiện, đại bồ tát ấy vì bất thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, cũng vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Bạch Thế Tôn, vì sao đại bồ tát ấy vì bất thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển? Tại sao cũng vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển? Này thiện hiện, vì đại bồ tát ấy vượt qua địa vị thanh văn và độc giác, chẳng rơi lại vào hai địa vị ấy, do đó nên nói vì bất thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đại Bồ Tát ấy xa lìa địa vị thanh văn và độc giác, đối với hai địa vị ấy quyết định chẳng rơi lại, do đó nên nói là vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển muốn nhập sơ thiền thì liền tùy ý nhập, muốn nhập đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền cũng tùy ý nhập, muốn nhập từ vô lượng liền tùy ý nhập, muốn nhập bi hỷ xả vô lượng cũng tùy ý nhập, muốn nhập định không vô biên xứ liền tùy ý nhập, muốn nhập định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng tùy ý nhập, muốn khởi bốn niệm trụ liền tùy ý khởi, muốn khởi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng tùy ý khởi, muốn khởi sơ giải thoát liền tùy ý khởi, muốn khởi đệ nhị giải thoát cho đến đệ bát giải thoát cũng tùy ý khởi, muốn khởi sơ thắng xứ liền tùy ý khởi, muốn khởi đệ nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ cũng tùy ý khởi, muốn nhập định sơ thiền liền tùy ý nhập, muốn nhập định đệ nhị thiền cho đến định diệt thọ tưởng cũng tùy ý nhập, muốn khởi sơ biến xứ liền tùy ý khởi, muốn khởi đệ nhị biến xứ cho đến đệ thập biến xứ cũng tùy ý khởi, muốn khởi pháp môn giải thoát không liền tùy ý khởi, muốn khởi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng tùy ý khởi, muốn biểu hiện năm phép thần thông liền tùy ý biểu hiện. Này thiện hiện, đại bồ tát ấy tuy nhập sơ thiền mà chẳng thọ quả sơ thiền, tuy nhập đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền mà chẳng thọ quả đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền, tuy nhập từ vô lượng mà chẳng thọ quả từ vô lượng, tuy nhập bi hỷ xả vô lượng mà chẳng thọ quả bi hỷ xả vô lượng,
tuy nhập định không vô biên xứ, mà chẳng thọ quả định không vô biên xứ. Tuy nhập định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, mà chẳng thọ quả định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy khởi bốn niệm trụ mà chẳng thọ quả bốn niệm trụ. Tuy khởi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà chẳng thọ quả bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Tuy khởi sơ giải thoát mà chẳng thọ quả sơ giải thoát. Tuy khởi đệ nhị giải thoát cho đến đệ bát giải thoát, mà chẳng thọ quả đệ nhị giải thoát cho đến quả đệ bát giải thoát. Tuy khởi sơ thắng xứ mà chẳng thọ quả sơ thắng xứ. Tuy khởi đệ nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ, mà chẳng thọ quả đệ nhị thắng xứ cho đến quả đệ bát thắng xứ. Tuy nhập định sơ thiền mà chẳng thọ quả định sơ thiền. Tuy nhập định đệ nhị thiền cho đến định diệt thọ tưởng, mà chẳng thọ quả định đệ nhị thiền cho đến quả định diệt thọ tưởng. Tuy khởi sơ biến xứ mà chẳng thọ quả sơ biến xứ. Tuy khởi đệ nhị biến xứ cho đến đệ thập biến xứ, mà chẳng thọ quả đệ nhị biến xứ cho đến quả đệ thập biến xứ. Tuy khởi pháp môn giải thoát không mà chẳng thọ quả pháp môn giải thoát không. Tuy khởi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà chẳng thọ quả pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Tuy biểu hiện năm phép thần thông mà chẳng thọ quả năm phép thần thông. Này thiện hiện do nhân duyên này, đại Bồ Tát ấy chẳng theo tịnh lự vô lượng vân vân cho đến các thế lực công đức khác mà sanh, cũng chẳng chứng quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc quả vị độc giác. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên tùy theo ý muốn tiếp nhận mà thọ thân thích ứng, tức là tùy sở nguyện của hữu tình đều có thể tiếp nhận. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Này thiện hiện, nếu là đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thành tựu tác ý Bồ Đề vô thượng thì thường chẳng xa lìa tâm đại Bồ Đề, chẳng quý trọng sắc, chẳng quý trọng thọ tưởng hành thức, chẳng quý trọng nhãn xứ, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng quý trọng sắc xứ, chẳng quý trọng thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng quý trọng nhãn giới, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng quý trọng sắc giới, chẳng quý trọng thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng quý trọng nhãn thức giới, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chẳng quý trọng nhãn xúc, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chẳng quý trọng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng quý trọng các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng quý trọng địa giới, chẳng quý trọng thủy hỏa phong không thức giới, chẳng quý trọng duyên tánh duyên khởi, chẳng quý trọng các tướng tốt phụ thuộc, chẳng quý trọng pháp hữu sắc vô sắc, chẳng quý trọng pháp hữu kiến vô kiến, chẳng quý trọng pháp hữu đối vô đối, chẳng quý trọng pháp hữu lậu vô lậu, chẳng quý trọng pháp hữu vi vô vi, chẳng quý trọng pháp thế gian xuất thế gian, chẳng quý trọng ngã, chẳng quý trọng hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết cái thấy, chẳng quý trọng đủ chúng, chẳng quý trọng quyến thuộc, chẳng quý trọng bố thí ba la mật đa, chẳng quý trọng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng quý trọng mười thiện nghiệp đạo, chẳng quý trọng bốn tịnh lự, chẳng quý trọng bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng quý trọng năm thần thông, chẳng quý trọng bốn niệm trụ, chẳng quý trọng bốn chánh đoạn bốn thần túc, năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo, chẳng quý trọng tám giải thoát, chẳng quý trọng tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ, chẳng quý trọng pháp môn giải thoát không, chẳng quý trọng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng quý trọng thánh đế khổ, chẳng quý trọng thánh đế tập diệt đạo, chẳng quý trọng pháp không nội, chẳng quý trọng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng quý trọng chân như, chẳng quý trọng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác.
tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng quý trọng bậc cực hỷ, chẳng quý trọng bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng quý trọng năm loại mắt, chẳng quý trọng sáu phép thần thông, chẳng quý trọng 10 lực Phật, chẳng quý trọng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng quý trọng pháp không quên mất, chẳng quý trọng tánh luôn luôn xả, chẳng quý trọng thanh văn, chẳng quý trọng độc giác, chẳng quý trọng Bồ Tát, chẳng quý trọng Như Lai, chẳng quý trọng quả dự lưu, chẳng quý trọng quả Nhất Lai bất hoàn A La Hán, chẳng quý trọng quả vị độc giác, chẳng quý trọng trí nhất thiết, chẳng quý trọng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng quý trọng quả vị giác ngộ cao tột, chẳng quý trọng việc nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng quý trọng việc thành thục hữu tình, chẳng quý trọng việc thấy nhiều chư Phật, chẳng quý trọng việc trồng các căn lành. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy đạt tất cả pháp ngang bằng hư không, tự tánh tự tướng đều rốt ráo không, hoàn toàn không sở hữu, chẳng thấy có một pháp nào có thể sanh quý trọng, năng sanh, sở sanh, lúc sanh, chỗ sanh, do vậy nên sanh, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp ấy cùng với hư không như nhau, tánh tướng đều không, vì nghĩa vô sanh vậy. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thành tựu tác ý Bồ Đề vô thượng, thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ Đề, thân đủ bốn oai nghi, đi đến vào ra, cất bước hạ bước, tâm không tán loạn, đi đứng ngồi nằm, đến rừng đều giữ oai nghi, làm việc gì đều an trụ chánh niệm. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì vì muốn làm lợi ích các hữu tình mà phương tiện thiện xảo, hiện ở tại gia, tuy hiện hưởng thụ năm dục nhạc cụ mà đối với chúng chẳng sanh nhiễm trước, đều vì cứu giúp các loài hữu tình. Các hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần áo cho áo, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần thuốc men cho thuốc men, cần nhà cửa cho nhà cửa, cần của cải cho của cải, tùy theo nhu cầu của hữu tình mà cho, làm cho ý nguyện của họ đều thỏa mãn. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy tự hành bố thí ba la mật đa, cũng khuyên người khác hành bố thí ba la mật đa, luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành bố thí ba la mật đa, hoan hỉ khen ngợi người hành bố thí ba la mật đa, tự hành tịnh giới ba la mật đa, cũng khuyên người khác hành tịnh giới ba la mật đa, luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành tịnh giới ba la mật đa, hoan hỉ khen ngợi người hành tịnh giới ba la mật đa, tự hành an nhẫn ba la mật đa, cũng khuyên người khác hành an nhẫn ba la mật đa, luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành an nhẫn ba la mật đa, hoan hỉ khen ngợi người hành an nhẫn ba la mật đa, tự hành tinh tấn ba la mật đa, cũng khuyên người khác hành tinh tấn ba la mật đa, luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành tinh tấn ba la mật đa, hoan hỉ khen ngợi người hành tinh tấn ba la mật đa, tự hành tịnh lự ba la mật đa, cũng khuyên người khác hành tịnh lự ba la mật đa, luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành tịnh lự ba la mật đa, hoan hỉ khen ngợi người hành tịnh lự ba la mật đa, tự hành bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người khác hành bát nhã ba la mật đa, luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành bát nhã ba la mật đa, hoan hỉ khen ngợi người hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy hiện ở tại gia, dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện thâu nạp của báu cả châu thiện bộ, đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và bố thí các loài hữu tình nghèo thiếu, dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện thâu nạp của báu cả bốn đại châu, đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và bố thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu, dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện thâu nạp của báu cả thế giới tiểu thiên, đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và bố thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu, dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện thâu nạp của báu cả thế giới trung thiên, đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và bố thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu, dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện thâu nạp của báu cả thế giới tam thiên đại thiên, đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và bố thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy tuy hiện ở tại gia mà thường tu phạm hạnh, chẳng bao giờ thọ dụng các cảnh diệu dục, tuy hiện thâu nạp các loại của báu mà đối với chúng chẳng khởi tham đắm, và khi thâu nạp dụng cụ dục lạp và của báu, chẳng bao giờ bức bách các loại hữu tình làm cho họ sanh buồn khổ.
Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì có thần chủ dược xoa cầm chày kim cương tưởng theo hai bên ngầm bảo vệ, thường nghĩ thế này: Đại Bồ Tát này chẳng bao lâu sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột. Ta nguyện luôn luôn đi theo ngầm bảo vệ cho đến khi vị ấy đắc quả vị giác ngộ cao tột. Năm chúng thần chất kim cang dược xoa cũng theo bảo vệ, không khi nào tạm rời, làm cho nhân phi nhân vân vân đều chẳng thể làm tổn hại được. Các thiên ma phạm và các thế lực khác của thế gian cũng không có khả năng dùng pháp để phá hoại tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột đã phát. Do nhân duyên này, Đại Bồ Tát ấy cho đến khi đạt quả vị giác ngộ cao tột, thân ý thái nhiên, thường không bị nhiễu loạn. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì năm căn thế gian thường không khiếm khuyết, đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, năm căn xuất thế gian cũng không khiếm khuyết, đó là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy toàn thân viên mãn, tướng hàm trang nghiêm, các công đức của tâm niệm niệm tăng trưởng cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì luôn luôn làm người hướng thượng mà không làm kẻ hướng hạ. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao nói Đại Bồ Tát này luôn luôn làm người hướng thượng mà chẳng bao giờ làm kẻ hướng hạ? Phật dạy: Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy tất cả phiền não chẳng hiện khởi lại nữa, công đức tăng trưởng từng sát na cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, trong tất cả thời tâm không tán loạn, cho nên ta nói Đại Bồ Tát này luôn luôn làm người hướng thượng mà chẳng làm kẻ hướng hạ. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì thành tựu tác ý Bồ Đề vô thượng, thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ Đề, vì sinh sống thanh tịnh nên chẳng hành các việc tà mạng như chú thuật, thuốc thang, bói toán, chẳng vì danh lợi chú nguyện các quỷ thần khiến nhập vào nam nữ để hỏi việc kiết hung, cũng chẳng chú nguyện ngăn cản các loại quỷ bằng xanh lớn nhỏ được cái biểu hiện việc hy hữu, cũng chẳng xem tướng để biết tuổi thọ dài ngắn của cải địa vị, các việc lành dữ của nam nữ, cũng chẳng đoán trước việc lạnh nóng được mùa mất mùa, lành dữ tốt xấu làm mê loạn hữu tình, cũng chẳng dùng chú thuật để pha chế thuốc thang trị bệnh theo tà đạo, giao du với người quyền quý, ngắm nhìn nam nữ vui cười trò chuyện, còn chẳng nhiễm tâm, huống là các việc khác. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy biết tự tướng của tất cả pháp đều là không. Vì trong cái tự tướng không chẳng thấy có tướng, chẳng thấy tướng, xa liền tất cả các loại tà mạng như chú thuật, thuốc thang, xem tướng, chỉ cầu quả vị giác ngộ cao tột, rốt ráo lợi lạc cho các loại hữu tình. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì đối với văn chương kỹ nghệ thế gian tuy được thiện xảo nhưng chẳng mê đắm. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy đạt tất cả pháp đều rốt ráo không. Trong cái rốt ráo không, văn chương kỹ nghệ của thế gian đều chẳng thể nắm bắt được. Lại các thứ văn chương kỹ nghệ thế gian đều là ngôn ngữ hỗn tạp thuộc về tà mạng. Vì vậy Bồ Tát biết mà chẳng làm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy đối với các sách vở luận thuyết của ngoại đạo thế tục tuy biết rành nhưng chẳng ưa sáng tác. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy hiểu rõ tánh tướng của tất cả pháp đều không. Ở trong cái không này, tất cả sách vở luận thuyết đều chẳng thể nắm bắt được. Lại, các lý sự đã nói trong sách vở luận thuyết của ngoại đạo thế tục phần nhiều có sự thêm bớt, đối với Đạo Bồ Tát chẳng phải là loại nên theo, chúng đều là hí luận thuộc về loại ngôn ngữ hỗn tạp. Vì vậy cho nên Bồ Tát biết mà chẳng ưa thích. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, các Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển lại có các hành trạng tướng khác, ta sẽ vì ngươi mà giải thuyết phân biệt, ngươi nên lắng nghe, phải tư duy kỹ lưỡng. Thiện hiện bạch: Dạ, xin Thế Tôn chỉ dạy, chúng con sẽ lắng lòng nghe.
Phật dạy, này Thiện Hiện, nếu là Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì thông đạt các pháp đều không sở hữu, thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ Đề, chẳng ưa quan sát bản luận sắc uẩn, chẳng ưa quan sát bản luận thọ tưởng hành thức uẩn, chẳng ưa quan sát bản luận nhãn xứ, chẳng ưa quan sát bản luận nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng ưa quan sát bản luận sắc xứ, chẳng ưa quan sát bản luận thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng ưa quan sát bản luận nhãn giới, chẳng ưa quan sát bản luận nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng ưa quan sát bản luận sắc giới, chẳng ưa quan sát bản luận thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng ưa quan sát bản luận nhãn thức giới, chẳng ưa quan sát bản luận nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng ưa quan sát bản luận nhãn xúc, chẳng ưa quan sát bản luận nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng ưa quan sát bản luận các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng ưa quan sát bản luận các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng ưa quan sát bản luận địa giới, chẳng ưa quan sát bản luận thủy hỏa phong phong thức giới, chẳng ưa quan sát bản luận vô minh, chẳng ưa quan sát bản luận hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy đối với lý rốt ráo không của uẩn xứ giới, duyên tánh duyên khởi đã khéo tư duy, khéo thông đạt. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng ưa quan sát bàn luận việc vua. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy khéo an trụ pháp không, chẳng thấy một pháp nhỏ nào có tướng hơn kém sang hèn. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng ưa quan sát bàn luận việc giặc cướp. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy an trụ tự tướng không, chẳng thấy một pháp nhỏ nào có tướng được mất cho đoạt. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng ưa quan sát bàn luận việc quân. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy an trụ bản tánh không, chẳng thấy có tướng nhiều ít tụ tán của các pháp. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng ưa quan sát bàn luận việc tranh cãi. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy khéo an trụ chân như, chẳng thấy một pháp nhỏ nào có tướng cương nhu thương giận. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng ưa quan sát bàn luận nam nữ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy an trụ trong cái không của các pháp, chẳng thấy một pháp nhỏ nào có tướng tốt xấu thương ghét. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng ưa quan sát bản luận xóm làng. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy an trụ thật tánh của pháp, chẳng thấy một pháp nhỏ nào có tướng tăng giảm tụ tán. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng ưa quan sát bản luận thành ấp. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy an trụ cảnh giới hư không, chẳng thấy các pháp có tướng hơn thua tốt xấu. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng ưa quan sát bản luận đất nước. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy an trụ thật tế, chẳng thấy các pháp có tướng thuộc hay chẳng thuộc nơi này nơi kia. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng ưa quan sát bàn luận các tướng. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy an trụ vô tướng, chẳng thấy các pháp có tướng tăng giảm sai biệt. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng ưa quan sát bản luận ngã, hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy an trụ pháp rốt ráo không, hoàn toàn chẳng thấy ngã cho đến cái thấy, có tướng có không sai biệt. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng ưa quan sát bản luận các việc thế gian, như thế chỉ ưa quan sát bản luận bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, xa lìa các tướng, có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy thường chẳng xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tu hành bố thí ba la mật đa, lìa việc san tham, tu hành tịnh giới ba la mật đa, lìa việc phá giới, tu hành an nhẫn ba la mật đa, lìa việc tức giận tranh cãi, tu hành tinh tấn ba la mật đa, lìa việc giải đãi, tu hành tịnh lự ba la mật đa, lìa việc tán loạn, tu hành bát nhã ba la mật đa, lìa việc ngu si. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy tuy an trụ pháp không của tất cả pháp, nhưng ưa thích chánh pháp, chẳng ưa phi pháp. Tuy an trụ pháp không chẳng thể nắm bắt được, nhưng thường khen ngợi pháp tánh bất hoại, làm lợi ích hữu tình. Tuy an trụ chân như pháp giới, nhưng ưa thích thiện hữu, chẳng ưa ác hữu. Thiện hữu ở đây là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng Đại Bồ Tát, hoặc các thừa thanh văn độc giác vân vân, có khả năng giáo hóa an lập hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, cũng gọi là thiện hữu. Này Thiện Hữu,